Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta tiếp tục trở lại sân của công ty 495 để đón xem trận đấu thứ hai, trận đấu bán kết 1 giải bóng chuyền nam Lành Lục Sport lần thứ 3 năm 2020 giữa đội tuyển FC Lành Lục Sport gặp đội tuyển Tài Chính Đức Nhân. Ở trận đấu đầu tiên thì FC Tài Chính giành thắng lợi với tỷ số sát sao 25-23. Còn diễn biến của trận hai, tỷ số là 1-0 cho Tài Chính sau pha dứt điểm ở vị trí số 4 thành công của Văn Dũng. Khán giả đổ về sân ngày một đông. Trận đấu rất im mát cho quý vị khán giả theo dõi thưởng thức những pha bóng rất đẹp mắt. Bóng ở ngoài sân, pha phạt bóng của Phúc Huy. Điểm số là 1-1. Khánh Hưng phạt bóng cho Lành Lục. Không thể cản phá của đội Hoàng Long và Thành Quân, phối hợp rất ăn ý. Hôm qua Thạch Đen cũng không thể chắn được cặp đôi này. Bóng ở trong sân 3-1. Văn Đức xử lý bóng tốt, điểm cho Lành Lục 2-3. Đánh bóng tốt, điểm cho Tài Chính 4-2. Đánh phát bóng ra ngoài, đổi một điểm lại cho Lành Lục 3-4. Bỏ bóng thành công, đổi một điểm lại cho Tài Chính 3-5-3. Lối bước 1 của Khánh Hưng, 6-3 cho Tài Chính. Chân bóng tốt, 7-3. Và như vậy là Lành Lục xin hủy với điểm số 3-7. Hà Nội chúng ta tiếp tục trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Điểm số lúc này đã là 7-3 cho Tài Chính.
Văn Đức kéo bóng ra ngoài, một pha bóng rất đẹp mắt nhưng đáng tiếc bóng đi ra ngoài. Điểm cho Tài Chính 8-3. So với trận đấu đầu tiên thì ở trận đấu thứ hai thì FC Lành Lục có phần hơi hụt hơi. Bóng ngoài, được điểm lại cho Lành Lục 4-8. Đánh bóng tốt, đổi điểm cho Tài Chính 9-4. Chắn bóng tốt 10-4. Cắt bóng tốt và như vậy là FC Lành Lục đã cắt được chuỗi lần điểm của FC Tài Chính, đồng điểm cho FC Lành Lục 5-10. Văn Chúng đánh bóng tốt, đồng điểm lại cho Tài Chính 11-5. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến trận đấu rất hay, rất kịch tính và đầy hấp dẫn giữa FC Tài Chính Yên Sơn gặp Lành Lục Sport. Tỷ số lúc này đã là 11-5. Ở FC Tài Chính có sự hiện diện của chủ công Hoàng Long. Hoàng Long đến từ Bố Trạch, Quảng Bình, thi đấu rất hay, lối đánh rất đa dạng, chắn bóng công thủ toàn diện. Điểm 12-15. Lại điểm cho Tài Chính 13-5. Rồi sáng tiền đi chứ ngờ. Sáng tiền đi. Rồi anh em đã đánh em đi bật ra. Chắn bóng rất hay. 14-15. Xin lỗi quý vị và các bạn, điểm số là 14-5. Nhưng có điện thoại. Rất hay. 15-5. Trận đấu tiếp tục. Lành Lục vẫn không hồi ý. Bóng ngoài, đồng điểm lại cho Lành Lục Sport 6-15. Đánh bóng tốt 16-6. Bóng ngoài 7-16. Quả
bỏ bóng rất hay, không có gì để chê vận động viên Hoàng Long. 17-7. Lai phát bóng ngoài 8-17. Lâm chồng của đáo thì chuyển lỗi đánh chặt cho ngoài. Chắn bóng thành công của Lành Lục, điểm cho Lành Lục 9-17. Ở sáng thế này ta đi công cả đây. Mô môi. Bố con gà đang ngồi công cả đường ăn đây. Không thể cản phá 18-9. Quang ơi. Đáng lại lỗi đây đi xài em ơi. Đưa đây anh. Có tiền mua gà rồi, đã đi cùng cả nữa con gà. Đi lên giờ đi đâu rồi đó. Ai bên đứng đi à? Có tiền mua gà đây rồi. Bắt con rắn. Bắt con gà rồi đang ơi, cậu. Vậy nè. Chứ 10 triệu ăn triệu. Bắt con gà thì lớn, 10 triệu ăn triệu. Bỏ bóng tốt. 10-18. Lại rất nhiều. Lấy nhiều ăn nhiều đây. Văn Đức phạt bóng ảo. Đồng điểm lại cho Tài Chính 19-10. Khánh Hưng đánh bóng tốt, đầu điểm lại cho Lành Lục 11-19. Bóng chưa qua 12-19. Nhưng 13-19. Khán giả và đội chủ nhà Sơ Lệnh Lực cho Sơ Lệnh Lực một tràng pháo tay. Xin cảm ơn những tràng pháo tay lẻ tẻ của quý vị.